Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với số tự vệ thứ con cặc. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tự vệ khỏi Osuber Layer. Nếu bạn gặp phải DT Layer, hãy nói với nó rằng DT cũng nhanh đấy, nhưng liệu có nhanh bằng tốc độ bắn tinh của ta vào lồn con mẹ mày không? Lúc đấy nó sẽ chi nổ cặc và lập tức vào thế để tấn công bạn. Và bạn chỉ cần làm như tôi. Mấy ấy anh ơi, em đùa tí, có gì mình từ từ nói. Tiếp mẹ tuổi lồn. Còn trường hợp bạn vô tình gặp phải thành viên của Việt Nam Ani Mu Bú đi gì tặc, bạn hãy nói với nó rằng thay vì là một thằng thiểu năng trên cái mạng ảo này, sao mày không thúc con mẹ nó ra đường và làm việc gì có ích cho gia đình đi hả thằng mặt cặc? Nếu nó chi lên vì câu nói đó thì tức là nó còn cứu được, còn nó đáp trả lại là KKK mận vãi, đắc vậy bờ gì, đúng là trẻ trâu VN thì các bạn hãy ngay lập tức. Còn đây là hình ảnh idol Nguyễn Chin của các bạn sau khi đăng live play cực le ít xong phút con mẹ nó khỏi gờ giúp luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở số tự vệ lần sau. Đừng quên subscribe cho kênh Mim Hấp và địt con mẹ thằng Nguyễn Chin.